xin chào quý anh chị và các bạn nha. Hiện bữa nay mình đang đi khảo sát một vòng vào ban đêm ở đường Trần Lưu và Nguyễn Duy Trinh ha. Trần Lưu sau chợ đó, mình đang đi thẳng vào trong đây. Chợ Long Trường. Mình là đất trống mà không làm gì hết. Bên trong đây thì có nhiều nhà dân ở rồi. Đây, bên sau bên trong đây. Đây dự án khu đô thị Shinja City ha. Tối mình đi thì khảo sát xem là cái sinh hoạt của người dân ở đây sao. Buổi tối thì cái mặt độ người dân đi ở có đông không đó. Để em sơ bộ qua những cái vấn đề đó buổi tối. Anh tài nè, hơi chói vậy ha. Dân sâu bên trong đây mà có người dân họ ở đâu mà tối mới ngang qua dự án của Điện Quốc Thành ha, Santana. Đang hạn chế phân lô tách thửa nên là thì bây giờ những quỹ đất bên đây hai bên còn nhưng mà chưa có xây dựng được những cái dự án đó. Chỉ một số dự án trước đó thôi là đã cấp sổ rồi trong đường Trường Lưu thôi ha. Buổi tối trước đây mình có hay đi quay lại review lại những cái khung cảnh ban ngày, mình bữa nay mình sẽ đi ban đêm mình coi là bên trong đây tình hình nó là sao. Ban đêm thì nó hơi thiếu ánh sáng, quý anh chị thông cảm. Đây ban đêm mình ra nè, sông Shinja nè. Đó, đây vì sao trong đây xá đèn thắp sáng thế nào. Đó, đây có những cái quán số nhà đã hồi chuyển về ở rồi, xây nhà ở chuyển về ở thì không phải là xây nhà để bán nha. Ở bên sau bên trong thì có nhà để ở, một số nhà xây để bán thì nó sẽ không thắp sáng đèn. Tối họ mở đèn ha, mở đèn công cộng hết. Dự án này ok, rất là đẹp. Sau này cái đất nền ở đây thì sẽ tăng giá nữa. Cái nhiệt độ nó quanh đây rất là mát nữa. Rồi sẽ đi dạo một vòng rồi ra cổng của Santana ha. Đây thì một số xây dựng nhà cũng mới xây dựng 1, 2, 3, 4 căn. Đây quý vị thấy mà có người về ở nè, xe dựng chơi dước nè. Chiều đây không khí mà mát ha. Xung quanh đây hôm nay có
rồi giờ mình đi dạo ra ha. Bên cạnh những cái khu Santa Ana là có những cái khu dân cư nhỏ thì bây giờ là rất là đông, và trong đó có những người bạn của mình cũng hiện về đang sống gần khu nông trường này. Làm cây cối rất là đẹp ha, bài bản những cái lề đường, cây, đèn, điện này kia đầy đủ hết. Đây là càng ngày càng đông dân về, những cái mặt phía trước đường Trường Lưu thì được khai thác kinh doanh. Cửa hàng điện sử dụng cầm tay thành tài nè. Ông nào trong đây quên rồi, cái nhà ông nào gì trong đây quên rồi nè, nhà ông giám đốc của quê ông ơi. Trong đây là có những cái nhân vật rất là có nói chung là có sự ảnh hưởng cho ngành bất động sản ha. Đây sau rồi những cái khu vực bên trong đây là có dân hết á. Đi vào đường này nè, trong đó là có dân ở hết ha. Xem. Có những dự án nhỏ nè, cũng sẽ phát triển xây dựng nữa. Chỉ có cái nghịch ở đây là còn có một cái nhà máy rác ở phía trước này, mấy chừng nào đi rồi đó, khu tập kết rác nè. Đây là có dân dự án rồi, mình ra được Nguyễn Duy Trinh ha, đây kết nối ra Nguyễn Duy Trinh đây. Đây này ra đi thẳng ra đây là chợ nè, chợ Long Trường. Rồi mình ra đường Nguyễn Duy Trinh rồi ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi nha, vui lòng like, subscribe, chia sẻ kênh Sư Phú UV nha. Mình sẽ cố gắng có nhiều clip hay hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.